smell good. Look at this, Jay. Is that cool? Đó, chuẩn bị nè mọi người. Chào mọi người, hôm nay là ngày cuối tuần ở bên này ấy, nên là nhà mình sẽ có một cái ngày gọi là khá là vui đấy, là mình sẽ đi vào trong mall, xong mình sẽ ghé vào cái tiệm Sephora xem ở trong đấy nó có cái gì hay hay nhá. Và sau đó buổi tối thì mình sẽ đi xem bóng chày. Lần đầu tiên mình đi xem bóng chày bên Mỹ luôn, là do là em trên học ấy, là em đọc sách được rất là tốt luôn á, nên là nhà trường cho một cái bài homework cho tất cả các bé trong lớp, là ai đọc được 12 quyển sách thì các bé sẽ được một cái vé miễn phí đi xem bóng chày ở bên này. Thì em chỉ cần đọc hết 12 quyển và được tặng cái vé miễn phí đi xem, và cũng là cơ hội cho mình được đi xem luôn, tại vì mình đi xem bên này lâu rồi mà mình chưa biết bóng chày, cái sân bóng chày nó như thế nào mọi người, nên là mình sẽ mời mọi người đi cùng gia đình nhà Phương nha. Ok, okay, mình sẽ đi vào Sephora nha mọi người, ở cái mall gần nhà mình. Trong đây rất là đông nha mọi người. Ôi, ở đây đã quá. Đây là Paula. Paula về về cái da mới sản xuất mới ấy về nè mọi người. Ở trên website bán rẻ hơn ở đây nhỉ. Trên website đang giảm giá là 29 đồng nha mọi người. Cái này là BHA đó. Vào đây là về dưỡng da này, cái gì nó cũng có nha mọi người. Meli Meli. Ok. Yeah, you can try it too. You want to try this? Yeah. This serum nha mọi người. Hey, can you? I want to try. Bố chép thử coi nào. Đó. Nó sẽ là hơi nước nước á, mỏng lắm. Còn đây là Murad nha mọi người. Ôi, và đây là Meli Meli nha. Cái này là chống da bị thâm á mọi người. Hoặc là nám á. Đi qua đây nè. It's for real nè mọi người. Mấy cái này là để massage mặt hoặc là rửa mặt. Cái Luna này 179. Đó, bây giờ mình có thể thử luôn nha mọi người. Thoải mái nha. Đó, lipstick nè. Đó. Lip scrub là cái chà môi mình cho nó sạch đấy. Hold hand và đây rộng lắm, rộng thanh thang luôn. Mấy cái này là của serum của Sephora luôn nè mọi người. BHA và PHA. BHA và PHA. Thở. Meli Meli nha. Trời ơi, đã quá. Xong đây lúc nào nó cũng đông nha mọi người. Cái này làm sáng da nè. Ở pharmacy. Đó là mới biết nha mọi người. 34 đồng, 44 đồng. Lucy, Lucy. Lucy this way girl. Cái này là Ordinary nè. Của clinic nè. Yeah, we good. Thank you. Đó, của cái Ordinary Eye Serum nha mọi người. 25 đồng. HA serum 30. Trời ơi, vào đây nhiều quá. Ồ, cái này là của Dr. Chart luôn mọi người. Where daddy? Ồ, cái đi xích xích vào face. Cái này là ấy đó. Ôi, vào đây đã quá. That's like a mask. A TJ Maxx has it. How much is here? From Korea. Yeah, from Korea. Đó, cái này là kem chống nắng nè mọi người. Nó đang giảm 50%. Yes. Oh, a Q-tip. You can try it on. Ê, cái này là no, no, Jay, don't do that. SPS 50 là kem chống nắng nè. Dưỡng ẩm. Vitamin C làm sáng da. Đó, vào đây là tha hồ nhá. Là này. Ờ, còn gì là cho tóc nha mọi người. Còn kia là mỹ phẩm nè. Này là Kerastase. Cái brand này hơi mắc tiền một chút nha mọi người.
dầu gội, dầu xả của Kerastase rất là mắc tiền, nhưng mà nó tốt. Hello. Đấy, phấn mắt nè mọi người. Son môi nè. Matte cream đủ thứ shine, cái này bóng. Ôi ôi, đã quá luôn đó. Còn cái này mình là đồ thử được với mọi người, thoải mái. Mình đang đi kiếm cái phấn má là cái này powder nè. Cái này phải có bao nhiêu thời gian để thử á. Cái này là foundation và concealer stick nha. 2 trong 1. What? Đây là shade nè mọi người. Với Dior shade. Rất nhiều nhiều. Này nước hoa của Gucci nè mọi người. Rồi mình thử nha. Smell good. Look at this shade, is that cool? You want to try it too? See. Cái này gọi là xì. You want to try it? Oh, smell good. Oh, cái này nữa là cái replica nè mọi người, để mình thử nha. Jay, you hold this, Jay đi. Hold this and I spray it on here. Alright. Smell it. How's that? Thơm nha. Nhà mình đọc cái review là nó bay mùi rất là nhanh. Smells like good. Peppery. Oh, Miss Dior, Daddy. How about Gucci? Oh man, và đây là tha hồ luôn mọi người ơi. Thử thoải mái. Đã ha. Smell good. Hey guys. Nó đi qua đây Melly. Ồ, cái mùi của Valentino mọi người. Hey, I like this. Can you spray it on here for me? This body? On this. Yeah, on my body is fine. No, you're gonna smell like a... No, this is the best one. Oh, it's good. It's coral. Mùi này mùi coral nha mọi người. How about this? Sweet and warm. Tôi sẽ thử. I think this one better. Của Tom Ford luôn à. Versace. Ôi, tha hồ nha. Hold hand, Lucy. Oh, you can get the little one right here. $28. Travel size. The price of some of this though. Yeah. Still like not that cheap. Ôi, tha hồ luôn mọi người ơi. Của Charlotte nè mọi người. Tilbury đó, nó có cái phấn phủ rất là tốt luôn á. Son của nó thì khỏi chê. Đây này mọi người, phấn phủ của nó à. Đây là highlighter đó. Phấn phủ của nó là mọi người. This is good daddy. I like this. Đó, và đây là Melly nha mọi người ơi, thích quá. Ok, mình sẽ đi kiếm đồ ăn. Đói rồi, hai đứa nó đòi ăn. Nó đói rồi. Nè. Ok, rồi mình đi. Mình đói rồi. Đòi đi ăn nên thôi, mình sẽ kiếm đồ đi ăn. Đi đi con. H&M design này mới đẹp quá ha, nhìn rất là sang chảnh luôn đấy. V-neck dress chỉ có 29 đồng 99, rất là xinh. Ok, đi xuống đây đi mua đồ ăn. Đây mình sẽ dừng ở đây, mình ăn Chick-fil-A trong cái mall này nha mọi người. Chick-fil-A đây. There we go. Thank you. Yum yum. Đồ ăn đã ra rồi mọi người. Bé nhà mình nó chỉ thích ăn mấy cái này thôi. Một tuần đi chơi á mọi người. Là cho nó
cho nó ăn một tuần, nó thích thì cho nó ăn, chứ thường là ở nhà ăn không à. Is this for me and daddy, right? Ừ, ăn cá chập, ôi ôi mà có chú nhìn con tự ăn à. À, biết chấm tương luôn nha mọi người. Cà chua, tương cà chua. Ngon chê lên. Ngon không? Ngon chạy đi. Ngon, ngon người đi xí. Nhìn mặt biểu cảm. Chúng là cả nhà mình thích ăn Chick-fil-A mọi người. Nhưng mà một tuần lâu lâu thôi nhá. Đó, bánh mì gà nướng của Chick-fil-A thì khỏi chê. Em chê là ăn cái mac and cheese với cả cái thịt gà nướng. Và đó, của chép mà hấp dẫn nha. Yeah. Is that good? Right. Ngon không chay? Ngon không Lucy? Lucy nói ngon. Mac and cheese ngon ngon. Ơi. What do you want? Do I see you up there, Lucy? Hello, hai đứa ăn xong rồi mọi người. Hey, oh, Macy nè mọi người. Oh. Happy girl. Bây giờ là cho hai đứa này thử đi nè. Thử đi lên thang máy nha. Watch, 1, 2, 3. Okay, yes, good job, Lucy. Good job. How you feel, Lucy? You go up to the sky! Good, good, good. Okay, ready? You ready to chop? She needs to move her feet back. Lucy! No, chop! Chop! Oh! Trời ơi, đẹp chưa? Nó dòng suối chảy, nước suối chảy đấy. Đó, Lucy, chơi đàn à. You know how to get down, though, Jay? Say we came up and then we're going right back down. Đó, mình đi lên xong mình lại đi xuống cho nó thử, nó khoái chơi với cái trò này ấy. Nhưng mà nguy hiểm quá. Jay, try jump now. Not yet, Lucy, not yet. You see the yellow line, Lucy? You ready? 1, 2, 3, jump! Yes! Vui quá. Đấy, xin nước này, Lucy. Lucy, look at mommy, Lucy. Tew! Oh, today they don't have train. Supposed to. I don't think they train themselves. Oh. Nên mình có thể đi train nè mọi người. Là đi xe lửa. Quanh cái bò mò này. Hey, careful, no. Đẹp chưa? Careful, girl. Daddy, it's a bubble. It's a bubble. Yes. Yeah, I see. Yes. Wow, a lot of bubble. What's a pop? They got Gap and Old Navy over there. See, look at Mary Cheese. Wow. Look, camera. Cool. Where's your face? Yay, I got it. Yeah. Yeah. I'm actually telling the truth. They got fireplace in my room. Mình vào đây mình ngồi. You want to sit down over there, Lucy? I want to sit down over there. Alright. The kids would, sit over here. The kids would definitely, like, just fill it up with dirt and sand and stuff. Yeah. A cheesecake factory now. I want to ride that. How's that, Lucy? It goes up to the parking lot. It's your hand over here. And feel it. There's a parking lot. It's a thing. Lucy, not lửa. Lucy nói lửa. Lửa.
rửa thịt đấy. Yeah. You put your hand like this, yeah. You feel it. Yeah. Yeah, that's real. 100% real. Ôm chặt anh chê làm đi. Stadium nè mọi người. Mọi người đấy, họ đang xếp hàng để ấy vé chuẩn bị vào. Đấy, đây là đằng trước là mọi người đang xếp hàng nhá. Rất là đông. Hai chê đen. Trên được vé miễn phí vào đây nè mọi người, vì được đọc sách, em đọc sách tốt nên là nhà trường cho được vé miễn phí. Say chi chê đen. Ôi giời ơi, giỏi quá. Xin nói xin chào. Em có gì trong tay? A banner. Hôm nay trời lạnh nha mọi người. Đây, mình sẽ đi vào trong nha. Đấy. Đây họ bán đồ ăn luôn nha. Fancy ở dưới nè mọi người. Đó. Mình đang ở trên tầng số 2. Mình sẽ vào cái section 205. Thật đây là lần đầu tiên mình đi vào trong stadium ở đây đó. Lần nào cũng chạy xe ngang qua mà chưa được vào đây. Ok, 205 đây. Đấy, lần đầu tiên được ngồi trong cái stadium đẹp thế này nha mọi người. Let's sit over here. And your name is John's Pizza. Below the staircase, there's a hardwood stand. Look beyond the operator. Đây là mình đang ở trong cái stadium nè mọi người. Cái sân vận động ở Richmond nha mọi người. Đông chưa này. Yeah, xin say xin chào. Hello. Cười cái, con nói xin chào. Xin chào ông bà cô chú. Yeah. Đấy, đây là cái team của em chơi là màu, là em squirrel là màu xám mọi người. Em bố chép và em gia đình mới mua đồ ăn về xong. Đó, chuẩn bị nè mọi người. Chuẩn bị nè, ném nè. Đây, anh này bán cái kẹo bông nè mọi người. Kẹo bông màu hồng và màu xanh. Bán chạy lắm nha. Chuẩn bị ném nè. 1, 2, 3 ném. Yay. Yeah.
Chef, xin chào. Here, Jane, and say hi. Xin chào. Xin chào. Xin chào, Lucy. Trên mặt buồn cười quá ha. Trên là mặt xấu. Xin chào, xin chào. Oh, đông quá. Sao nó buồn cười cái. Lucy khóc rồi mọi người. Đông lắm. Look at that. Look at that, Lucy. Đó, đằng sau đây mọi người ơi. Đông lắm nha. Lucy, hi. Vậy là đội của bên kia thắng mình We're black. So we, nghĩa là đội bên kia thắng mình một điểm đó mọi người. Đó. Vui ha. Ok, mình sẽ đi về đây. Ê, ngồi đây rất là lâu ấy. Mình đang đứng ở dưới, mình sẽ nhìn rất là dễ luôn mọi người. Rất là gần luôn đó mọi người. Đó. Đây quá đẹp luôn à. Rất gần luôn nha mọi người. Đó, đứng đây là nhìn rất là rõ luôn à. Jay, this is your squirrel one, Jay. Can you stand next to that? Yes, chị. Đúng rồi. Đây là đội của em chị nè mọi người. Good job, Jay. Look at me. Yeah. Đấy, đội của em chê là The Squirrel. Đang chờ bố chép mua pizza. Papa John pizza. Đó mọi người. Đang xếp hàng. Rất là gần luôn đó mọi người. Got pizza. Daddy got pizza. Look at that. Wow! Pizza, pizza, pizza! Lucy cutie. Pizza, pizza! Okay. Ôi, nhìn hấp dẫn cho mọi người đó, nóng hổi nha. Rồi mấy em đòi ăn đấy. Can I try some? Get a small piece for Jay. Ngon quá. Ngon quá. Nay trời hơi lạnh mọi người. Mình ăn một miếng luôn. I want it smaller, but actually the same size. Alright. Ngon quá. Ngon lắm nha. Ngon đã đi. How do you say this? Bánh pizza? Bánh pizza. Hả? Hơi lạnh lạnh nha. Bây giờ là 8:30 tối nha mọi người. Ông bà cô chú gì còn ăn nữa. Đó. Ngon không Lucy? Trên ngon không? Dạ. Rồi mặt dính hết sauce rồi. Còn đây là pepperoni pizza nè mọi người. Đó. Cái này là Papa John pizza nha mọi người. Rất là ngon. Take a picture Jay đó. Guys, ngon quá mặt. My daughter went to school, Jamie Watkins Elementary. Yeah. Đây là dưới nè mọi người. Họ đang đọc tên các trường. Congratulations on completing the Go Ducks. Các trường học cấp 1 á. Ok, mình sẽ đi về. Đây là sân xét nè mọi người. 8:30 rồi. Xin chào. Ok, cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã theo dõi video của gia đình nhà Phương và hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Tạm biệt. Đúng rồi. Yeah. Ok, bye bye. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Bye. Ok. Bye.